Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày 18 tháng 5 năm 2022. Bây giờ là 12 giờ các bạn. Và để mở đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Có một ngày thật bình an, hạnh phúc và có những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Thời tiết tại Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay, cách đây 30 phút có mưa rất lớn ở một vài khu vực. Tuy nhiên thì hiện tại phía trước màn ảnh của quý vị và các bạn, thời tiết đã tạnh mưa và phố đi bộ Nguyễn Huệ thì có một số nhóm bạn trẻ đang tập nhảy múa để làm các cái video clip. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel kính mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng di chuyển một vài con đường từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về bên chợ Bến Thành, về bên Phạm Ngũ Lão, về bên Bùi Viện. Đây là một trong những con phố ở tại trung tâm Sài Gòn, thu hút rất là nhiều du khách trong nước cũng như là ngoài nước mỗi khi đến Sài Gòn của chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta đi nha các bạn, chúng ta đi một vòng đi để ngắm ở phố xá trung tâm xem thử là tình hình như thế nào. Sài Gòn cũng đã mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và cho đến ngày hôm nay thì cũng đã gần hết tháng 5 năm 2022 rồi. Tuy nhiên thì lượng khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế đến với Việt Nam không có nhiều các bạn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ này cứ mỗi khi có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu, đội U23 thi đấu giải SEA Games thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này có trang bị 5 màn hình LED siêu lớn để phục vụ cho cổ động viên ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai mà SEA Games được tổ chức tại Việt Nam. Lần thứ nhất cách đây đã 19 năm rồi các bạn. Thời tiết bắt đầu đổ mưa rồi, mưa rải rác rồi, mưa lay bay nhẹ các bạn. Trong cái video này, Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn đi lang thang nhìn ngắm một vài tuyến đường gọi là tuyến đường huyết mạch về du lịch các bạn, thu hút nhiều khách du lịch. Phía trước là bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng. Bây giờ là buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ trưa đi quay một vòng video clip để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn ha. Vào tối ngày mai lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trận bán kết với đội tuyển Malaysia. Tất nhiên thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ cấm xe, cấm tất cả các loại xe kể từ 18 giờ cho đến 21 giờ tối ngày 19 tháng 5, tối ngày mai các bạn, để đảm bảo an toàn cũng như là ủng hộ cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. 5 màn hình LED siêu lớn để phục vụ, rất đông các bạn nha, rất đông bạn trẻ đến đây để mà xem, rất là vui. Vì thời điểm 18 giờ từ buổi nọ không thu xếp được thời gian cho nên là không có tham gia để cập nhật những hình ảnh sống động sôi động nhất ở tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
trong lúc mà đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở giải SEA Games. Thời tiết tại Sài Gòn nó cũng hay lắm các bạn. Nhiều khi chúng ta đi ở tại quận 1 không có mưa, nhưng mà bước sang đầu bên kia quận 5 hay là một đoạn thôi thì là mưa lớn các bạn ha. Nên đôi khi mình quay video clip mình nói thời tiết không mưa, có một số bạn là không tin, nhưng mà đó là sự thật là như vậy các bạn. Ủa sao quay ngày hôm nay mà sao thấy đâu có mưa mà sao bạn Tường Vũ Channel nói là mưa. Như ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cái đoạn này bắt đầu mưa lay bay rải rác nhẹ nè, nhưng mà có thể chúc mình đi về bên Phạm Ngũ Lão lại không có mưa. Phía trước màn ảnh của chúng ta là Ủy ban Nhân dân thành phố trên đường Lê Thánh Tôn đó các bạn. Đường Lê Thánh Tôn mình sẽ đi về bên đường Lê Lợi, sau đó vòng về chợ Bến Thành. Trời mát quá, mời quý vị đi ngắm đường phố một vòng. Ngày mai là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên lúc nãy tôi vừa quan sát thấy bên tay trái có một số người đang chụp ảnh lưu niệm ở tại tượng đài Hồ Chủ tịch ở trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Đó, đoạn này hôm nay xe đã chạy hết rồi các bạn, thông xe ha. Đoạn Lê Lợi này đã thông xe rồi nha các bạn. Tất cả các phương tiện được phép đi trên đoạn đường này rồi, từ Nguyễn Huệ cho đến Buster, và đoạn bên từ Buster cho đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đang dần dần hoàn thành rồi, cũng gần xong rồi các bạn. Thấy anh em điện lực đang lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở bên ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi các bạn. Mình sẽ đi lại đó để mình cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đoạn này cũng đang trong quá trình chuẩn bị trải thảm nhựa lớp 1 này các bạn. Mặt bằng cũng đã lăn rất đẹp rồi. Phía trước bên tay phải thì các anh điện lực đang lắp đèn tín hiệu giao thông ở tại cái ngã tư này. Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi. Chúng ta thấy trước màn ảnh thì các anh công nhân của bên điện lực Sài Gòn đang lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi. Xe lu đang lu các bạn. Đoạn này chắc cũng gần xong rồi, thấy cũng gần xong rồi, còn chỉ có một vài công đoạn cuối cùng thôi. Chờ khi xong rồi Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tiếp tục cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, đoạn ngầm ở dưới ga Bến Thành, gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Và hôm nay là chúng ta đi các cái con phố du lịch
để cập nhật cho quý anh chị và các bạn được xem. Trước màn ảnh của chúng ta là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì bắt đầu cũng thấy có khách trở lại rồi các bạn. Không nhiều nhưng mà cũng có khách đến tham quan mua sắm. Đó, đoạn này không có mưa luôn các bạn. Thấy không? Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ thì mưa nhưng mà đoạn Lê Lai hướng đi về bên ngã 6 Phù Đổng lại không có mưa luôn. Hoàn toàn không có giọt mưa các bạn. Thôi chắc mình đi về bên ngã 6 Phù Đổng đi. Bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta là khách sạn New World. Khách sạn trước màn ảnh của chúng ta là ngã 6 Phù Đổng. Số Phù Đổng gồm các trục đường Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, rồi Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng, Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa đó các bạn. Bây giờ từ của chúng tôi sẽ đi vào đường Phạm Hồng Thái để đi về bên đường Phạm Ngũ Lão cho các bạn. Cập nhật phố du lịch nổi tiếng Phạm Ngũ Lão. Đường Phạm Ngũ Lão thu hút rất là nhiều khách trên nước ngoài. Bởi vì nơi đây nó cũng có nhiều công ty lữ hành, rồi công ty vận chuyển hành khách. Các tuyến xe khách đi về bên Phan Thiết. Đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Lai. Công viên 23 tháng 9 các bạn. Công viên 23 tháng 9 nằm ở bên từ công trường Quách Thị Trang để về bên vòng xoay Phạm Ngũ Lão, Cống Quỳnh. Đây giờ mình rẽ phải vào đường Phạm Ngũ Lão các bạn. Đường Phạm Ngũ Lão này bên phía tay trái có rất là nhiều khách sạn, rồi công ty du lịch. Bên cạnh đó có nhiều hãng xe. Hãng xe vận chuyển hành khách đi về bên tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, về bên thành phố Phan Thiết đi Mũi Né các bạn. Đường này trước đây là phải nói dày đặc các công ty lữ hành luôn. Nhưng mà do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 suốt 2 năm qua cho nên nhiều công ty đã tạm dừng hoạt động, trả lại mặt bằng.
Còn bên đường Bùi Viện với lại Đề Thám, Thành Vũ Lão, quay quanh bên về chợ Thái Bình là thu hút nhiều người nước ngoài các bạn. Mình sẽ đi xuống đường vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, sau đó mình đi vào bên phố Tây Bùi Viện ha, cập nhật một vài hình ảnh ở bên phố Tây Bùi Viện. Sài Gòn bây giờ vào tháng 5 thì có những cơn mưa bất chợt. Bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta là bến xe buýt Sài Gòn các bạn. Bến xe buýt rất lớn, đi tất cả các quận huyện trong thành phố luôn. Còn bên phía tay trái là chợ Thái Bình. Chợ Thái Bình này nó cũng nhỏ thôi các bạn. Đường Khống Quỳnh, đường Nguyễn Trãi. Nói đường phố Sài Gòn buổi tối, buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, lúc nào nó cũng có sự nhộn nhịp của riêng đó các bạn. Bây giờ từ Vũ Trên Đồi sẽ rẽ tay trái để vào bên phố đi bộ Bùi Viện vào buổi trưa để xem như thế nào các bạn. À, đây, phố đi bộ Bùi Viện. Bùi Viện Walking Street các bạn. Rồi, biết đọc tiếng Anh nó dở quá. Phố Tây Bùi Viện này thì chỉ có những ngày cuối tuần, tối thứ bảy, tối chủ nhật hoặc là các ngày lễ thôi thì may ra khách nó còn đông các bạn, chứ còn bình thường từ thứ hai cho đến thứ sáu thì nó vắng lắm. Phải nói rằng phố Tây Bùi Viện này là một trong những phố đi bộ, phố ăn chơi lớn nhất ở tại Sài Gòn hiện nay, thu hút rất là nhiều bạn trẻ muốn trải nghiệm, muốn một lần để đến phố Tây Bùi Viện vui chơi với bạn bè. Đến đây chúng ta thưởng thức những ly rượu, những bản nhạc, những điệu nhảy rất là tuyệt vời của các bạn dancer. Đây có một số người nước ngoài đang đi bộ này. Có mấy người da đen đang đi bộ. Ở nhà nhỏ nó lớn quá, người ta nghe. Chúng ta rẽ tay phải để vào đường Đề Thám các bạn nha. Đường Đề Thám này thì trước đây cũng rất là đông vui với nhiều dịch vụ, tuy nhiên bây giờ thì cũng lác đác rải rác hết.
đây là ngã tư Đề Thám với lại Trần Hưng Đạo. Vực chúng ta đang đi đây thấy không có mưa các bạn, đường khô ráo, nhưng mà bầu trời ngày hôm nay cũng có vẻ u ám quá, mây mù che phủ rồi, có lẽ mưa bất chợt bất cứ lúc nào. Mình sẽ rẽ tay phải để vào đường Nguyễn Cư Trinh. Hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đi nhìn ngắm đường phố Sài Gòn buổi trưa, trời không nắng, có mưa nhẹ các bạn. Bên tay trái có khách sạn Pullman Sài Gòn Center, lớn quá, khách sạn 5 sao luôn, đẳng cấp các bạn. Mình sẽ đi về bên đường Nguyễn Trãi, sau đó chúng ta tạm dừng video buổi trưa ngày hôm nay. Từ Vũ Channel cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Từ Vũ Channel. Rất vui được chia sẻ những cái video clip đến cho tất cả quý vị và các bạn. Rất vui được chia sẻ những cái video clip đến với tất cả quý vị và các bạn được xem, và rất mong nhận được những lời đóng góp chân thành tích cực. Đường Nguyễn Cư Trinh này cũng rất là rộng lớn cho các bạn, nhiều dịch vụ lắm, nhà xe, quán ăn, cà phê đầy đủ hết. Trước mặt của chúng ta là đi về bên đường Nguyễn Trãi, về bên khu vực cục quản lý xuất nhập cảnh. Trước màn ảnh của chúng ta là nhà khách Phương Nam của Bộ Công an, địa chỉ 252 Nguyễn Trãi, quận 1, Sài Gòn. Bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta là Bộ Công an, phía tay trái là Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải là Bộ Công an các bạn, 258 Nguyễn Trãi. Những anh chị các bạn nào đã xem video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel,
mà chưa có ủng hộ đăng ký, vui lòng cho Từ Vũ Tín Đồ một subscribe, một like để cổ vũ tinh thần. Đây là đường Nguyễn Văn Cừ các bạn. Đường Nguyễn Văn Cừ, đây là đường Nguyễn Văn Cừ, là đường Cộng Hòa ngày xưa đó các bạn. Chỉ cần Sài Gòn buổi trưa hoặc là buổi chiều, buổi sáng giờ cao điểm thì mưa thôi là đường nó sẽ rất đông. Rất đông luôn các bạn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.